Những cái nào chưa tô đến thì mình sẽ bỏ cách ra, mình để trứng. Như mình đang tô chân con hổ này. Bây giờ mình sẽ tô cái đuôi con hổ nhé. Xong màu lông của con hổ này, màu cam. Bây giờ mình sẽ tô những cái sọc vằn nhé. Sọc vằn thì mình sẽ lấy màu đậm hơn. Đây mình sẽ tô màu nâu này. Mình đang tô cái sọc vằn ở lưng này, các bạn thấy không? Đó, ở lưng có khá là nhiều sọc vằn đấy. Thôi bây giờ mình sẽ tô cái sọc vằn ở đuôi.
là mình sẽ tô màu của ngón chân và màu của lông và ngực nhé. Lông của ngực mình sẽ cho màu da này, ngón chân mình cũng sẽ cho màu da này. Rồi, đây mình cho một chút vào ngọc trắng mắt luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tô cái mắt của con hổ màu xanh nhé. Các bạn nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn. Mình sẽ tô cái mũi con hổ màu đen đi. Mình còn cái tai của con hổ mình sẽ cho màu hồng. Cái lòng tai của nó cho màu tai. Mình còn một chân con hổ nữa, mình sẽ cho màu đậm mút. Rồi, như vậy là mình đã tô xong con hổ rồi. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. You're a